Từ đêm qua đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 11 ca so với ngày hôm qua. Thành phố Hưng Yên ghi nhận thêm 3 ca, trong đó một trường hợp ở phường Hiến Nam là bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 ca ở phường Lam Sơn là lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh về, 1 ca ở xã Quảng Châu nghi nhiễm từ tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Huyện Văn Lâm ghi nhận thêm 4 ca có địa chỉ ở xã Trưng Chắc và xã Đình Dù đã được cách ly trong khu cách ly tập trung của huyện, đều có liên quan đến F0 lái xe ở xã Đình Dù ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi, Quái Châu mỗi địa phương ghi nhận thêm 1 ca là lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh về. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 5 tháng 11. Theo đó, yêu cầu các tổ COVID cộng đồng tăng cường quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch và các đối tượng nguy cơ về địa bàn, yêu cầu khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định, phát giác, tố giác và xử lý nghiêm ở mức cao nhất các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Các thôn tổ dân phố thiết lập chốt tự quản tại những trục đường chính và địa bàn nhằm kiểm soát người về từ vùng dịch. Người đến từ địa phương có nguy cơ cao, rất cao vào thôn, khu phố phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Người dân đi từ địa phương có nguy cơ cao, rất cao về phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập đội phản ứng nhanh cấp xã với nhiệm vụ hỗ trợ các thôn, khu phố khi khối lượng công việc quá tải, đôn đốc, nhắc nhở tổ chức, gia đình, cá nhân chấp hành quy định phòng chống dịch, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà. Các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ các khu vực đông dân cư, khu vực nguy cơ cao, các khu vực nhà trọ, công nhân, chủ động đề xuất, phối hợp với ngành y tế, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ quan hành chính nhà nước bố trí 50% lực lượng làm việc trực tuyến tại nhà. Đối với lực lượng công an, quân sự, y tế, căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh và các yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn khác, thủ trưởng ngành quyết định bố trí lực lượng phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch và không gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động có việc ra ngoài tỉnh phải báo cáo thủ trưởng cơ quan đơn vị mình, khi về phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của tỉnh, yêu cầu đối tác đến làm việc, lái xe, giao nhận hàng hóa vào doanh nghiệp phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu, yêu cầu lao động của doanh nghiệp đã đến vùng nguy cơ cao, rất cao phải thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi trở lại doanh nghiệp làm việc.